giàn mỹ nhân hoa ngữ vốn đang đẹp nhưng cứ lên tranh vẽ trong phim là lại khiến fan cười bỏ. nhiệt ba tưởng không giống ai rẻ lại giống không tưởng. lâm tâm như ngỡ có thù với họa sĩ triệu lệ dĩnh chắc phải khóc ngàn dòng sông. mọi người có để ý là trong các bộ phim cổ trang của hoa ngữ thường có tình tiết giàn nữ chính được vẽ tranh chân dung không? đó có thể là sản phẩm dùng để truy nã cũng có thể là thành phẩm của những kẻ tương tư. tuy nhiên có đôi lúc những bức chân dung ấy lại khiến fan có dịp cười nghiêng ngả vì tranh một đằng mà người thật một nẻo đặt cạnh nhau vẫn chẳng thấy điểm tương đồng nào trương đình trước khi bị anti vì chuyện kinh doanh không hợp pháp trương đình từng được nhiều khán giả yêu mến nhờ hình tượng mỹ nhân màn ảnh hoa ngữ với nét đặc trưng hai lúm đồng tiền ngọt ngào ấy vậy mà trong bộ phim chuyện tình vượt thời gian khán giả đã phải ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi tranh vẽ chân dung của người đẹp này xuất hiện bao nhiêu ưu thế của trương đình mất hết thay vào đó là khuôn mặt với cách đổ bóng lạ lùng làm mất hết sạch ưu điểm dung mạo còn khiến cô dừ hơn nữa chứ Triệu Nhã Chi. Trong bộ phim Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, nhân vật Bạch Tố Trinh của Triệu Nhã Chi cũng từng được chàng thư sinh Hứa Tiên vẽ tranh chân dung. Người ta hay bảo, người tình trong mộng hóa Tây Thi, vậy mà chẳng hiểu sao dưới ngòi bút của Hứa Tiên, nàng Bạch Tố Trinh đã chẳng xinh đẹp thì chớ, lại còn mất luôn vẻ thoát tục, dịu dàng được vạn người mê. Không biết sau khi nhìn thấy tác phẩm này, nàng Bạch Tố Trinh đã nghĩ gì nhỉ? Lưu Diệc Phi không hề quá lời khi nói vai diễn Vương Ngữ Yên đã giúp Lưu Diệc Phi nổi tiếng và gắn liền với danh hiệu thần tiên tỷ tỷ đâu. Trong giai đoạn đứng ở đỉnh cao nhan sắc ấy, Lưu Diệc Phi chẳng cần diễn gì cả, chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng có thể khiến người ta mê mẩn rồi. Thế nên, khán giả không thể hiểu nổi, tại sao tổ đạo cụ của Thiên Long Bát Bộ chẳng chịu chuẩn bị bức tranh chân dung tử tế cho Lưu Diệc Phi, lấy đại một bức hình nào đó rồi đưa lên phim. Rõ ràng mỹ nhân trong tranh gì cũng giống Lưu Diệc Phi, ngoại trừ khuôn mặt. Triệu Lệ Dĩnh. Người đẹp đứng đầu lứa tiểu hoa sau 85 hiện nay là Triệu Lệ Dĩnh cũng từng được vẽ hình chân dung trong bộ phim sở kiều chuyện đó. Thế nhưng nếu đặt bức tranh cạnh người đẹp họ Triệu thì mọi người sẽ dễ dàng nhận ra cả hai chẳng có chút liên quan nào với nhau cả. Đừng nói là kiểu tóc hay trang phục, đến ngũ quan lẫn khí chất đều như hai chị em cùng cha khác ông nội vậy. Chắc đạo diễn cũng nhận ra hình vẽ này ố dề quá nên chẳng dám zoom cận, chỉ cho nó lấp ló một góc hình như thế mà thôi. Lâm Tâm Như Trong Hoàn Châu cách cách có một phân đoạn tử vi bị dán hình truy nã. Rõ ràng, Lâm Tâm Như đã xây dựng nên một hình tượng cách cách ôn nhu, dịu dàng, khí chất mảnh mai yếu đuối rất đặc biệt. Vậy mà dưới tài phác họa của quan sai, cô bỗng nhiên trở nên góc cạnh và có phần thô kịch hẳn phải chăng họa sĩ là fan của tử vi sợ cô bị người ta bắt được nên cố tình vẽ cho khác người thật hèn chi quan binh làm việc chăm chỉ là thế mà mãi chẳng thể tìm được nhân vật chính của chúng ta địch lệ nhiệt ba ảnh chân dung hề hước nhất màn ảnh hoa ngữ xứng đáng thuộc về địch lệ nhiệt ba đó trong bộ phim trường ca hành nhiều khán giả đã phải cười phun nước khi gặp được tranh truy nã của nhân vật công chúa trường ca do địch lệ nhiệt ba đảm nhận bằng lối vẽ tối giản lấy cảm hứng từ chibi nhật bản anh chàng thập bát đã miêu tả được nét đặc trưng của nàng trường ca là cặp dâu tôm cùng nốt ruồi lệ ngay đuôi mắt dù bức hình này chẳng hề giống phiên bản gốc nhưng ai cũng phải thừa nhận nó có khả năng nhận diện rất cao